là một trong những cung điện lớn nhất thế giới, trải qua 24 triều vua nổi tiếng của Trung Hoa, tráng lệ, xa hoa nhưng cũng đầy huyền thoại, ai oán và ma mị. Tử Cấm Thành ngày nay vẫn sừng sững với thời gian và không ngừng hé lộ nhiều sự thật bất ngờ. Tại sao Tử Cấm Thành rộng lớn nhưng không có cây xanh? Cung điện có gần ngàn phòng nhưng không có nhà vệ sinh. Vì sao cung điện có 70 giếng nước nhưng không ai dám uống? Những bóng ma bí ẩn lúc đêm về và rất nhiều câu chuyện nhuốm màu kỳ bí khác. Tử Cấm Thành, cung điện vĩ đại nhất Trung Hoa. Tử Cấm Thành là một khu phức hợp cung điện ở Đông Thành, thuộc Bắc Kinh, Trung Quốc. Ngày nay, Tử Cấm Thành bao gồm bảo tàng cố cung. Đây từng là hoàng cung và là nơi cư trú mùa đông của các hoàng đế Trung Hoa từ thời nhà Minh, bắt đầu từ Vĩnh Lạc Đế tới cuối thời nhà Thanh. Đây vừa là nhà của các hoàng đế cùng gia đình và vừa là trung tâm nghi lễ và chính trị của các triều đại Trung Hoa trong suốt 500 năm. Xưa kia, hoàng đế tự xưng Thiên Tử, tức là con trời. Các sách cổ gọi cung của thiên đế trên trời là Tử Vi Cung. Tử ở đây có nghĩa là màu tím, vậy nơi ở con trời cũng có nghĩa là tử. Nơi ở của hoàng đế thì dân thường bị cấm không được vào, vậy nơi ở của hoàng đế được gọi là Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành được xây vào năm 1406, tức là vào thời Minh Thành Tổ Chu Đệ. Ông là con của hoàng đế Chu Nguyên Chương. Chu Đệ nổi tiếng là người có tài năng xuất chúng, kiệt xuất và lỗi lạc. Tử Cấm Thành là hệ thống cung điện đồ sộ. Đây là cung điện hoàng gia được bảo tồn tốt nhất của Trung Quốc và là một trong những cung điện lâu đời nhất trên thế giới. UNESCO công nhận Tử Cấm Thành là di sản thế giới. Tử Cấm Thành mất 14 năm để xây dựng, từ 1406 đến 1420. Cung điện được xây dựng với hơn 1 triệu công nhân, trong đó có hơn 100.000 thợ thủ công. Đây là cung điện hoàng gia trong 492 năm, từ 1420 đến 1912. 24 vị vua, 14 vua triều Minh và 10 vua triều Thanh đã ở đây. Tử Cấm Thành nằm trên diện tích 720.000 m2. Có 980 tòa nhà trong hơn 90 cung điện và sân vườn với hơn 8.700 phòng. Dân gian truyền miệng rằng cung điện này có 9.900 phòng, tuy nhiên chưa có chứng cứ thực tế. Chiều dài của Tử Cấm Thành chạy từ Bắc đến Nam, dài 961m và rộng 753m. Tường bao quanh thành cao 10m và dài 3,4m. Hào bao quanh thành rộng 52m. Tử Cấm Thành được xây bên trong tường thành như một khối hình chữ nhật. Tường thành cao, hào sâu bao quanh, thành một cấm địa được bảo vệ nghiêm ngặt. Bên trong Tử Cấm Thành được chia thành hai khu vực. Ngoại đình hay còn gọi là tiền triều, nằm ở phía nam là nơi diễn ra các nghi lễ, lễ tế quan trọng và tổ chức các lễ thi cử. Nội đình hay hậu cung như những phim cổ trang Trung Quốc thường nhắc đến, đây là nơi ở của hoàng đế và hoàng thất. Thiết kế của Tử Cấm Thành, từ bố cục tổng thể đến từng chi tiết nhỏ nhất đều được lên kế hoạch tỉ mỉ để phản ánh các nguyên tắc của triết học, tôn giáo, trên hết là tượng trưng cho sự uy nghiêm của quyền lực hoàng đế. Đại diện cho quyền lực tối cao của hoàng đế, trung tâm của quốc gia, tất cả các sảnh quan trọng của Tử Cấm Thành đều được bố trí đối xứng trên một trục trung tâm dọc từ hướng Bắc xuống Nam. Trong triều đại nhà Minh và nhà Thanh, màu vàng là biểu tượng quyền lực tối cao và chỉ được sử dụng bởi hoàng tộc, còn màu đỏ là màu của may mắn và hạnh phúc. Bởi vậy, vàng và đỏ là màu sắc chủ đạo ở Tử Cấm Thành. Các bức tường, trụ cột, cửa ra vào hầu hết được sơn màu đỏ và mái ngói đều được lợp ngói tráng men màu vàng. Tử Cấm Thành là một tổ hợp kiến trúc gỗ cổ xưa nhất và còn được bảo tồn nguyên vẹn nhất đến giờ.
Các cột trụ chính, các dập nhà đều được làm từ gỗ cây trinh nam quý hiếm. Ngoài ra, các khớp gỗ ở đây đều được tạo tác đan xen với nhau, khép lại mà không cần dùng đến một chiếc đinh nào. Ở Tử Cấm Thành, có một dãy những linh vật được sử dụng để khắc trên mái điện. Điển hình nhất là rồng, phượng và sư tử, những con vật tượng trưng cho quyền lực trong văn hóa Trung Hoa. Tử Cấm Thành dù đã hơn 600 năm tuổi và trải qua hơn 2.000 trận động đất nhưng vẫn đứng vững. Thậm chí năm 1976, trận động đất kinh hoàng như ở Đường Sơn khiến 240.000 người chết và phá hủy nhiều công trình. Tử Cấm Thành vẫn sừng sững không hề ảnh hưởng gì. Các chuyên gia khẳng định, kiến trúc đặc biệt với nền móng chắc chắn, Tử Cấm Thành có thể chịu được động đất lên đến 10 độ Richter. Tử Cấm Thành là công trình được làm từ những khối đá khổng lồ. Theo phân tích từ các nhà khảo cổ, người xưa đã dùng những khối đá cực nặng lên tới 200-300 tấn để xây nên Tử Cấm Thành. Để vận chuyển, mỗi khối đá cần tới 50 người đàn ông khỏe mạnh vận chuyển trong 28 ngày không ngừng. Nhìn bề ngoài, Tử Cấm Thành rất rộng lớn, xa hoa, nhưng ẩn giấu bên trong sự nguy nga ấy là những câu chuyện về sóng gió của những triều đại và chốn hậu cung. Trong Tử Cấm Thành chỉ có hoàng đế, các phi tử cùng con cháu hoàng gia sinh sống. Ngoài ra, chỉ có các cung nữ, thái giám và các vương công đại thần mới được phép ra vào. Theo quy định, thông thường chỉ có 6 thành phần có thể vào Tử Cấm Thành. Trong đó có người đưa than, người đưa hoa, người vào dọn tuyết, còn lại là vú nuôi cho các hoàng tử, công chúa, nữ lang y và bà đỡ đẻ. Tử Cấm Thành có hơn 90 sân, 980 dãy nhà, 8.704 phòng, quy mô rộng bậc nhất trên thế giới. Tuy nhiên, có một sự thật không ai ngờ tới, rằng cung điện xa hoa nhất này lại không có lấy một nhà vệ sinh. Hàng chục ngàn người sống trong cung điện rộng lớn, từ những người có quyền lực cao nhất như nhà vua, thái hậu, cho đến các cung tần, cung nữ hay thái giám, đều sử dụng các vật dụng vệ sinh di động như chậu hay thùng, gọi là quan phòng hay cung phòng. Quan phòng được làm bằng gỗ đàn hương, bên trong chứa tro của loại gỗ này. Khi chất thải rơi xuống, tro gỗ sẽ bám dính vào bề mặt và ngăn mùi hôi phát tán. Người ta cũng cho thêm vào đó một ít cánh hoa và hương liệu. Vào các ngày 4, 14, 24 hàng tháng, được ấn định là lịch dọn dẹp trong hoàng cung. Những chất đó sẽ được đổ vào các thùng lớn, chất lên xe đẩy và vận chuyển ra ngoài bằng một con đường riêng. Tuy nhiên, đến thời hoàng đế Càn Long, vì để thể hiện sự hiếu đạo với mẫu thân, ông đã cho xây dựng 3 nhà vệ sinh tại chỗ đầu tiên trong Thọ Khang Cung, còn gọi là Tịnh Phòng. Cho đến năm 1925, Tử Cấm Thành chính thức mở cửa đón khách du lịch và bắt đầu được xây mới cũng như lắp đặt 14 khu nhà vệ sinh hiện đại, sạch sẽ. Tử Cấm Thành có hơn 70 giếng nước, thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, những chiếc giếng này chỉ thực sự được sử dụng vào thời gian đầu cung điện đi vào hoạt động. Khoảng 500 năm cuối cùng của thời đại phong kiến, các chuyên gia sử học cho rằng người trong cung không còn dám dùng nước giếng Tử Cấm Thành nữa. Theo sử sách ghi chép, nước giếng không được sử dụng để uống vì lý do an toàn tính mạng. Nếu có người ác ý hạ độc vào một miệng giếng thì rất có thể cả hệ thống cũng sẽ bị nhiễm độc bởi vì chúng được nối thông với nhau. Các giếng này cũng nối thông với sông Ngự ở bên ngoài thành. Bên cạnh đó, theo hồi tưởng của một thái giám cuối thời nhà Thanh, miệng giếng trong cung từng là nơi kết thúc sinh mệnh của vô số cung nữ. Không những vậy, đây còn là chốn cho các phi tần bị thất sủng gieo mình xuống để chấm dứt một phận đời bạc bẽo. Mặc dù không dùng làm nước uống, nhưng 70 giếng trong Tử Cấm Thành vẫn rất hữu ích cho việc chữa cháy. Khu vực trung tâm của Tử Cấm Thành không hề có bóng dáng một cây xanh, trong khi ở các khu vực khác ít nhiều đều có trồng cây. Người đời sau đã đưa ra nhiều giả thuyết. Khi Tam Đại Điện ở Tiền Triệu là nơi hoàng đế làm việc, chiếm 1/10 tổng diện tích cung, lại hoàn toàn không có một bóng cây. Tiền Triệu là nơi hoàng đế tổ chức các nghi lễ và thực thi quyền lực. Vì vậy, không một vật nào được phép cao hơn Điện Thái Hòa, kể cả cây xanh.
Đặc biệt, khi bước vào từ cổng Thiên An Môn, không gian rộng lớn không một bóng cây sẽ tạo không khí trang nghiêm. Lý do thứ hai để không trồng cây trong Tam Đại Điện là để triệt tiêu chỗ ẩn nấp của kẻ gian và thích khách. Hầu hết các ngôi nhà trong Tử Cấm Thành đều được làm bằng gỗ. Bắc Kinh là một thành phố phía Bắc, có khí hậu rất khô. Nếu trồng cây ở Tử Cấm Thành sẽ dễ gây hỏa hoạn. Về yếu tố phong thủy, các điện được bố trí dọc theo trục Nam, Bắc là thiết kế tuân thủ theo thuyết âm dương ngũ hành. Vào thời nhà Minh, Tam Đại Điện nằm ở trung tâm nên được coi là thổ. Tuy nhiên, nếu sử dụng hoàng thổ, tức là đất sét vàng, để xây dựng điện thì dễ gây lục lội, bùng sình sau các trận mưa. Vì vậy, các kiến trúc sư đã thiết kế 3 khoảng sân ở đây để tạo thành một chữ thổ tượng trưng cho đất ở trung tâm. Theo quy luật của ngũ hành, mộc khắc thổ và có thể đem lại vận xấu nên Tam Đại Điện không trồng cây xanh. Tử Cấm Thành đã tồn tại qua rất nhiều triều đại khác nhau. Nhiều người đã phải chịu cảnh chết trong oan ức ở chốn cung đình này, và có lẽ vì thế nên nơi này bị đồn là có các chuyện ma quỷ diễn ra khi đêm về. Nhiều người kể rằng từng chứng kiến các sự kiện kỳ quái diễn ra tại Tử Cấm Thành khi hoàng hôn buông xuống. Ví dụ như vào buổi chiều năm 1995, hai người lính đứng canh giữ tại Tử Cấm Thành kể lại đã bắt gặp hình ảnh một cung nữ không có mặt. Có du khách đã từng gặp đoàn thái giám và cung nữ đi xuyên qua, hay là những tiếng đàn trong hậu cung phát ra mỗi dịp đến rằm. Tất cả những chuyện kể trên đều không có ai kiểm chứng. Dù vậy, những lời thêu dệt huyền hoặc càng khiến Tử Cấm Thành trở nên kỳ bí. Chúng ta thường được nghe rằng lãnh cung là nơi đầy các phi tần phạm tội hoặc bị thất sủng. Đây là nơi vô cùng hoang vu, lạnh lẽo và đầy âm khí. Vậy chính xác thì lãnh cung nằm ở đâu? Có thể bạn sẽ thất vọng đôi chút khi không tìm thấy chỗ nào có chữ lãnh cung trên bản đồ tham quan Tử Cấm Thành. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là nó không tồn tại trong các triều đại Trung Hoa. Theo ghi chép trong sử sách, tại Tử Cấm Thành Trung Quốc có tới hơn 1,8 triệu di tích văn hóa. Tuy nhiên, chỉ có hơn 10.000 món cổ vật được đem ra trưng bày mỗi năm, có nghĩa là chỉ 2% trong số đó được công bố với công chúng. Trong những năm gần đây, Tử Cấm Thành đón gần 20 triệu khách tham quan mỗi năm. Có thể nói rằng đây là bảo tàng bận rộn đón khách du lịch nhất trên thế giới. Mời bạn ấn nút theo dõi kênh để liên tục cập nhật những video về các vùng đất lạ trên thế giới nhé!